Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với chúng mình, Way Too Weird Horror. Vậy là sau khoảng thời gian mòn mỏi chờ đợi, thì cuối cùng, người hâm mộ của thương hiệu phim quái vật ngoài không gian sẽ được chiêm ngưỡng màn tái xuất bùng nổ sau 7 năm kể từ bộ phim Alien Covenant. Và tác phẩm lần này mang tên Alien Romulus sẽ được ra mắt vào tháng 8 năm nay. Vậy thì trước khi chính thức thưởng thức bộ phim này, với những bạn chưa từng xem dòng phim này trước đây thì có cần phải xem trước tác phẩm nào hay không? Hãy cùng Way Too Weird chúng mình khám phá những điểm bạn cần nên biết nhé! Cùng bắt đầu ngay thôi nào! Weirdo, go! Alien là thương hiệu kinh dị do đạo diễn Ridley Scott sáng tạo, ra mắt lần đầu vào năm 1979. Phần phim lấy bối cảnh vào năm 2122, khi con tàu vũ trụ Nostromo của Ripley do nữ diễn viên Sigourney Weaver thủ vai, nhận được tín hiệu từ một hành tinh bí ẩn. Theo đó, họ đã đáp xuống thăm dò và một thành viên đã bị Facehugger tấn công. Con quái vật đã thoát ra ngoài, tiêu diệt nhóm người ở trên tàu, chỉ có Ripley sống sót. Sau thành công của phần đầu tiên, Alien tiếp tục ra thêm 3 phần, trải dài từ năm 1986 đến năm 1997. Mãi cho đến năm 2012, Ridley Scott mang hai phần tiền truyện của Alien là Prometheus 2012 và Alien Covenant 2017 trở lại màn ảnh rộng. Dựa theo thông tin từ phía nhà phát hành, Alien Romulus sẽ là phần phim đứng độc lập, lấy bối cảnh giữa khoảng thời gian của Alien bản 1979 do đạo diễn Ridley Scott chỉ đạo và Aliens phiên bản 1986 dưới tay của đạo diễn James Cameron. Người hâm mộ sẽ được quay về thời điểm mà loài người đã chạm trán với loài Xenomorph và biết được cách sinh sản kinh dị của loài này. Đó chính là ký sinh trên cơ thể người thông qua thể bám mặt, giống như bọ cạp, để tạo ra bào thai trước khi con non được ra đời. Lúc này, một nhóm phi hành gia tiếp cận được với một trạm không gian bỏ hoang và họ phải bước vào cuộc chiến một mất một còn với giống loài khát máu chết chóc này. Alien Romulus là một phần phim độc lập nên không nhất thiết phải cần xem hết các phần phim trước đó để có thể hiểu được diễn biến của phim. Tuy nhiên, vì lấy bối cảnh vào năm 2142, khoảng 20 năm sau bộ phim gốc của Ridley Scott, vậy nên hãy cùng chúng mình điểm lại một số thông tin căn bản về những gì đã xảy ra với vũ trụ Alien. Đầu tiên, chúng ta nên bắt đầu từ phần phim gốc Alien 1979. Lấy bối cảnh vào năm 2122, bộ phim xoay quanh cuộc chiến của phi hành đoàn thuộc tàu vũ trụ thương mại Nostromo trước lũ quái vật Xenomorph đáng sợ. Con tàu này đã bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu giữa không gian. Nhưng họ không ngờ rằng đó thực chất là một lời cảnh báo và đã vô tình mang một con quái vật ngoài hành tinh vào tàu Nostromo. Xuyên suốt bộ phim là trận chiến khốc liệt, căng thẳng giữa phi hành đoàn với quái vật giữa không gian vũ trụ. Ở phần phim tiếp theo, Aliens ra mắt năm 1986, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn James Cameron, thay vì tiếp tục lấy bối cảnh chính trong tàu vũ trụ như bộ phim trước. Ở tác phẩm này, khán giả sẽ được đặt chân tới hành tinh Acheron, hay còn được gọi là LV-426, nơi phi hành đoàn Nostromo lần đầu tiên chạm trán với quái vật. Sau khi một nhóm người được giao nhiệm vụ tới thành lập trung tâm nghiên cứu, bất ngờ mất liên lạc với trái đất, Ripley đã được giao nhiệm vụ quan trọng là hộ tống một nhóm thủy quân lục chiến thuộc địa do hạ sĩ Hicks chỉ huy đến hành tinh Acheron và chỉ tìm được một đứa trẻ duy nhất còn sống sót sau trận càn quét của Xenomorph. Sau đó, Alien 3 sẽ tiếp nối diễn biến câu chuyện khi Ripley thoát khỏi hành tinh chết trên con tàu cứu sinh Sulaco. Thế nhưng, một lần nữa cô lại rơi vào cảnh lẻ loi khi những người đồng hành tử nạn, trừ tế bào quái vật ký sinh kịp len lỏi vào bên trong con tàu. Để rồi, Ripley lại tiếp tục bước vào trận chiến sinh tồn giữa không gian khi cùng những con quái vật này lạc tới một hành tinh hoang vắng, được dùng làm nơi lưu đầy tù nhân vũ trụ. Mặc dù mang về doanh thu tận tới 160 triệu USD, song Alien 3 vẫn bị đánh giá là một mớ hỗn độn về mặt sản xuất, với những bất đồng giữa nhà sản xuất và các đạo diễn. Ban đầu, nhà làm phim Vincent Ward được tin tưởng giao trách nhiệm. Song, ông đã rút lui khỏi dự án sau khi từ chối sửa kịch bản theo ý của hãng Fox. Đạo diễn trẻ David Fincher được mời để thay thế Ward và Alien 3 được khởi quay khi kịch bản còn chưa hoàn thành. Sai lầm nối tiếp sai lầm, vì không muốn mất đi thương hiệu phim ăn tiền, hãng Fox muốn làm thêm những phần tiếp theo. Và thế là nhà biên kịch Joss Whedon được mời về để viết nội dung cho tập mới. Ban đầu, Whedon viết một kịch bản nháp dài tới 30 trang, nói về hướng đi mới của loạt phim sau cái chết của Ripley ở cuối phần 3. Thế nhưng, hãng phim cho rằng Ripley là linh hồn của cả loạt phim và yêu cầu Whedon phải đưa nhân vật này tái sinh bằng một cách nào đó. Kết quả là Alien Resurrection đã nhân bản vô tính Ripley thành Ripley 8 và bắt đầu câu chuyện mới trong bối cảnh khoảng 200 năm sau, khi mà quái vật ngoài hành tinh được quân đội Mỹ nuôi trên không gian với hy vọng sử dụng chúng như một dạng vũ khí sinh học. Loài quái vật này sử dụng sức mạnh của chúng để trốn thoát. Ripley 8 cùng với một nhóm lính đánh thuê đã phải ra sức ngăn chặn đám quái vật này trước khi chúng đặt chân tới trái đất. Và thay vì tiến xa hơn đến tương lai, thì hãng phim đã chọn đi theo hướng ngược lại. Ridley Scott được mời quay trở lại vũ trụ Alien để đạo diễn cho Prometheus, phần tiền truyện của loạt phim Alien và mở ra một hướng phát triển mới cho thương hiệu người ngoài hành tinh.
lấy diễn biến xoay quanh một phi hành đoàn từ trái đất bay tới một hành tinh xa lạ trên con tàu Prometheus để tìm hiểu sự thật về nguồn gốc sự sống dựa trên những dấu hiệu mà loài người xa xưa để lại trên vách đá. Họ không hề hay biết rằng nơi họ đặt chân tới là một hành tinh phủ màu xanh đen u ám, không một dấu hiệu của sự sống và ẩn chứa những hiểm họa chết người. Và rồi 10 năm sau, khi phi hành đoàn của tàu vũ trụ Covenant trong bộ phim Alien Covenant nhận nhiệm vụ khám phá vùng đất định cư mới cho nhân loại, trên đường đi, khi bắt được tín hiệu lạ, các phi hành gia quyết định lần theo tiếng gọi và dừng chân ở một hành tinh bí ẩn. Tại đây, họ lần lượt bị tấn công bởi loài sinh vật hung hãn, khát máu. Đặc biệt, các thành viên còn phải chiến đấu với hai con quái vật. Một là Xenomorph, gieo rắc nỗi ám ảnh cho khán giả suốt hơn 30 năm qua. Và thứ hai là loài Neomorph, lần đầu được giới thiệu. Những sinh vật này xuất hiện trong bóng tối, tấn công chớp nhoáng và hung bạo, khiến cho con người dễ dàng rơi vào cuộc chiến không cần sức. Như vậy, để tổng kết lại, dòng thời gian của vũ trụ Alien sẽ diễn ra theo thứ tự lần lượt là Prometheus lấy bối cảnh năm 2093, Alien Covenant vào năm 2104, phần phim gốc Alien năm 2122, Alien Romulus năm 2142, Aliens năm 2179, Alien 3 năm 2179 và cuối cùng là sự kiện trong Alien Resurrection vào năm 2381. Sau khi nắm vững được thứ tự thời gian của Alien, hãy cùng với chúng mình soi chứng những chi tiết đã được nhá hàng trong trailer của bộ phim nhé. Đầu tiên, đó chính là cái tên Romulus được dán lên trước cửa phòng thí nghiệm khoa học. Cụ thể là ở giây thứ 52 trong đoạn phim trailer thứ 2 được tung ra, khán giả sẽ thấy một cánh cửa có nhãn Romulus Lab với dòng chữ chỉ dành cho nhân viên có thẩm quyền trong bối cảnh trạm vũ trụ. Liệu đã có âm mưu nào đằng sau phòng thí nghiệm Romulus? Theo chúng mình phỏng đoán thì những gì diễn ra trong phòng thí nghiệm có thể sẽ liên quan đến Xenomorph. Cụ thể là các ký sinh trùng của loài Xenomorph có vẻ như đã được cố tình nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm, chứ không phải tự nhiên nở ra từ những quả trứng. Cũng giống như phần phim Prometheus, Alien Romulus mượn hai cái tên từ thần thoại La Mã là Romulus, vị vua xứ Rome và người em trai là Remus. Cả hai vốn là con trai của thần chiến tranh Ares và nàng Rhea Silvia, con gái của Numitor Silvius, đức vua thành bang Alba Longa. Numitor cũng là hậu duệ đời thứ 13 của Aeneas và bị em trai là Amulius cướp ngôi. Amulius nhận được một lời tiên đoán rằng đứa con do con gái của Numitor sinh ra có thể lật đổ mình. Thế nên, hắn ta đã nhẫn tâm ép buộc Rhea Silvia trở thành thánh nữ đồng trinh, giam cầm nàng trong đền thờ. Sau khi sinh đôi ra hai đứa con của thần Ares, những đứa trẻ bị bỏ rơi trong một cái giỏ giữa đồng trống và nước sông Tiber dâng lên đẩy cái giỏ ấy tới một bờ bụi, nơi hai đứa trẻ được cứu sống bằng sữa của con sói mẹ. Một ngày kia, cả hai được một người chăn cừu phát hiện đem về và nuôi dưỡng. Dần dần, khi đã trưởng thành, hai anh em sau khi biết được thân phận của mình đã lên kế hoạch ám sát ông chú Amulius, giải phóng cho mẹ và lấy lại ngôi cho ông ngoại Numitor. Tuy nhiên, bình yên chẳng được bao lâu thì xung đột giữa hai người nổ ra khi không thể quyết định được nơi để xây dựng thành phố riêng. Khi kết quả nghiêng về phía của người Anh, Remus không phục liền lao tới tấn công Romulus và đã bị hạ gục. Romulus giờ đây trở thành người cai trị duy nhất của vương quốc với đôi tay vẫn nhuốm máu của cậu em trai. Chi tiết Romulus giết em trai Remus để lên ngôi của Rome thể hiện một điểm báo về những cuộc đổ máu, đâm giết lẫn nhau. Vì nhân vật Andy trong Alien Romulus được mô tả trong phim là có mối quan hệ anh em với nữ anh hùng Rain ở trong phim, nên cái tên Romulus có thể hàm ý cho sự mâu thuẫn trong mối quan hệ của Rain và Andy, và rồi lại kết thúc trong bi kịch. Nhìn lại các phần phim trước của Alien thì lần này rất có thể Andy sẽ trở thành một nhân vật phản diện giống như Ash trong Alien 1979 hoặc David trong Alien Covenant. Ở trailer đầu tiên của Alien Romulus, cảnh một con tàu đã tiếp cận một trạm không gian. Nếu bạn để ý kỹ, sẽ thấy ký hiệu của tập đoàn Weyland-Yutani, Weyland-Yutani Corporation, gọi tắt là Weyu. Weyu được xây dựng từ năm 2099 do hai công ty của Anh và Nhật là Weyland Corp và Yutani Corporation thành lập. Ký hiệu của Weyu xuất hiện rất nhiều trong trailer Alien Romulus, ẩn ý rằng bộ phim vẫn sẽ có sự liên kết với các phần phim khác. Tiếp theo chính là một chi tiết vô cùng nhỏ, song lại thể hiện sự tinh tế vô đối của đội ngũ sản xuất phim. Đó chính là sự trở lại của khẩu súng Pulse Rifle. Pulse Rifle là thứ vũ khí đã được nhân vật huyền thoại Alan Ripley do minh tinh Sigourney Weaver thủ vai, sử dụng để solo 1-1 với Xenomorph trong phần phim thứ 2, Aliens. Vì Alien Romulus diễn ra nằm giữa hai mốc thời gian của hai phần phim năm 1979 và 1986, nên chẳng có gì khó hiểu khi mà nhân vật Rain Carradine sử dụng loại súng này trong một cảnh đối đầu với quái vật. Việc sử dụng khẩu Pulse Rifle còn cho thấy sự chuyên nghiệp của đạo diễn Fede Alvarez khi vừa đồng thời bám sát sự nguyên bản của thương hiệu và trân trọng các tác phẩm trước đó. Alien Romulus có sự tham gia của Kaylee Spaney, người gần đây đã gây tiếng vang với vai diễn Priscilla Presley, vợ của Elvis trong bộ phim Priscilla 2023. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của những ngôi sao như Isabella Merced, David Johnson,
Akirinux, Spike Fern và Aileen Wu. Ngoài ra thì ở lần trở lại này, Alien Romulus sẽ được chỉ đạo bởi Fede Alvarez, vị đạo diễn đã có tên tuổi trong những bộ phim kinh dị, máu me, ly kỳ. Minh chứng rõ ràng nhất là hai bộ phim Evil Dead vào năm 2013 và Don't Breathe đã cho thấy sự mắt tay của Fede Alvarez khi thể hiện yếu tố bạo lực, kinh dị đen tối một cách ngộp thở, đem sự im lặng là điểm báo cho mọi mối nguy hiểm sắp xảy ra. Các bộ phim trước đây của vũ trụ Alien luôn là sự pha trộn giữa sự khủng khiếp và tính căng thẳng. Kể từ phần phim gốc 1979 và tác phẩm 1986, thương hiệu phim quái vật ngoài không gian này đã được mở rộng thêm nhiều phần phim tiền truyện, phim ăn theo và đặc biệt là những phim hậu truyện. Chỉ tiếc là chất lượng từng bộ phim thì lại lên xuống thất thường. Thế nên, ở lần trở lại này, Alien Romulus được hứa hẹn sẽ trọn vẹn thể hiện đúng cái chất, cái hồn của thương hiệu do Ridley Scott sáng tạo ra với sự mắt tay của bà đỡ Fede Alvarez. Và đó cũng là toàn bộ video ngày hôm nay của chúng mình. Nếu các bạn thấy thú vị thì hãy thả một like, share và subscribe cho kênh YouTube Way Too Weird Horror. Đừng quên, Alien Romulus sẽ chính thức được khởi chiếu toàn quốc vào ngày 16 tháng 8. Nên hãy tranh thủ mua vé đón xem phim nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out.